Huấn luyện viên Jose Mourinho ném huy chương bạc cho cổ động viên Roma. Sau khi thua Sevilla trong loạt luân lưu ở chung kết Europa League, huấn luyện viên Mourinho ném huy chương lên khán đài sân Puskás Arena, Hungary, sau trận chung kết tối ngày 31 tháng 5. Roma thua Sevilla 1-4 trong loạt đá luân lưu, sau khi hòa 1-1 qua 120 phút. Mourinho lần đầu tiên thua trong một trận chung kết cúp châu Âu, sau khi giành 2 Champions League, 2 cúp UEFA, Europa League và 1 Conference League. Như vậy là sau 5 trận chung kết toàn thắng, huấn luyện viên Jose Mourinho đã phải nhận thất bại đầu tiên khi AS Roma để thua Sevilla 1-4 ở loạt đá 11m, hai đội hòa 1-1 trong các hiệp chính và phụ trong chung kết Europa League diễn ra rạng sáng nay, 1 tháng 6 năm 2023. Ở trận này, AS Roma vượt lên dẫn trước ở phút 35 nhờ công của Paulo Dybala. Tuy nhiên họ đã không duy trì được thành quả này khi để cho Sevilla gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2, sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Gianluca Mancini. Sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng, hai đội buộc phải phân định thắng thua ở loạt đá 11m, và đội bóng đến từ Italia đã có màn thể hiện kém hơn, qua đó chấp nhận nhìn đối thủ đăng quang. Kết thúc trận chung kết, huấn luyện viên Mourinho đã gây sốc khi bất ngờ cởi huy chương bạc dành cho người về nhì và ném nó vào đám đông trước khi đi xuống đường hầm. Và người có may mắn nhận được món quà của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là một CR7 nhí tới sân. Chia sẻ với báo giới về việc không giữ lại huy chương bạc Europa League, Mourinho tiết lộ rằng mình không cần tấm huy chương này, tôi không muốn huy chương bạc, tôi không cần giữ nó, vậy nên tôi đã cho đi rồi. Với thất bại trước ông vua Europa League Sevilla, đây cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Mourinho thất bại trong một trận chung kết cúp châu Âu. Trong quá khứ, người đặc biệt đều thành công khi tham dự các trận chung kết với các chức vô địch Champions League, hai lần Europa League, UEFA Cup và gần nhất là danh hiệu Europa Conference League cùng AS Roma ở mùa giải trước.